Dạ xin kính chào cô Nguyễn Hồng Hoa là phó chủ nhiệm bộ môn phụ sản Đại học dự thành phố Chí Minh Kính thưa bác sĩ Mai Phan Tường Anh là phó giám đốc bệnh viện Nhân viên gia định và kính thưa cô Diệp là hiện là phó khoa phụ của bệnh viện gia định. Thì hôm nay tôi xin trình bày một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là nó rất cần thiết cho phụ nữ và thậm chí cho đàn ông là những người ở gần kế cận cái người những người yêu thương của mình thì cái phần trình bày của tôi thì nói về mãn kinh thì mãn kinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của một phụ nữ là như thế nào thì chúng ta biết rằng đó đã, đã là phụ nữ thì không thoát khỏi không thể nào thoát khỏi mãn kinh à bởi vì à, có có kinh thì một ngày nào đó cũng bị mãn thôi có nghĩa là à, cũng phải hết nhưng mà mãn kinh nó nghĩa là gì là một cái ranh giới giữa cái, cái sinh sản và không còn sinh sản thì đôi lúc người phụ nữ là cảm giác là thấy khỏe rồi à và nghĩa là không còn phải lo toan những ngày mà phải là à, ngại ngùng để mà đi mua băng vệ sinh hay là đi uh, gọi là uh, du lịch đó mà có thể là trùng cái ngày có kinh hay không à, vậy như vậy thì tại sao có tình trạng mãn kinh thì chúng ta biết rằng uh, cái đầu tiên đó um, là ở người phụ nữ thì ở trên não á, trên cái vùng dưới đồi á thì sản xuất cái GnH, thì sau đó nó phát tín hiệu tới tiếng im, thì nó sản xuất và ra cái cái FSH, thì FSH nó làm cho cái trứng ngày càng phát triển lên, trứng à, ngày càng phát triển tới một lúc nào đó, đó nó to cái nó rụng xuống, à mà nếu quan hệ lúc đúng đúng lúc đó đó thì có thai, còn nếu như mà không quan hệ lúc đó thì nó vào trong dòng máu đó thì nó làm nên tạo nên một cái vẻ đẹp của phụ nữ thứ nhất là da sáng giáng sinh à, hay là ba dòng chuẩn thì lúc đó là cái đặc tính của estrogen của người phụ nữ mà cần à, tuy nhiên cái trứng thì nó to dần lên tới một ngày nào đó, đó nó cũng phải già đi và lão hóa thì khi già đi và lão hóa đó thì lúc đó có sự sản xuất của sena h và kết hợp với là h ở từ tiếng yên đó, nó không còn đồng bộ bởi vì do cái tình trạng của hạ đồi nó bị lão hóa thì khi lão hóa như vậy đó thì dẫn đến thì sao là cái lượng estradiol hay là estrogen đó, nó bị sụt giảm dao động lên xuống thất thường và lúc này á, thì cái buồng trứng nó cũng bắt đầu lão hóa. Lão hóa có nghĩa là gì? Bởi vì á, nó phát triển một ngày nào đó nó cũng gì giảm bớt. Khi cái trứng á, nó giảm bớt như vậy đó, về chức năng và cái cái cái, thể, cấu trúc và chức năng thì nó rụng riết đó một ngày nào đó cũng không rụng rụng nữa thì nó gây tình trạng mãn kinh. Như vậy đó thì nếu như thế nào là mãn kinh? Nếu như một cái người mà có kinh bình thường à mà tới một ngày nào đó đó là 12 tháng mà không còn có kinh nữa thì biết có thể là mãn kinh. Nhưng mà cái người đó mà giả sử như bây giờ cắt tới cung đi thì ta đâu biết mãn kinh là như thế nào. Như vậy thì chẩn đoán làm sao? Thì chúng ta biết rằng là cuộc đời mà thì cũng nếu mà ai có đạo nó gọi là vô thường. Lúc vui lúc buồn, à lúc thành công và lúc thất bại. Thì cái trong cơ thể của người phụ nữ cũng vậy thôi, thì bùng trứng cũng vậy có nghĩa là lúc đầu thì sao lúc đầu thì fsh bắt đầu nó có để làm sao fsh là chữ chữ f là follicle, có nghĩa là làm cho cái năng năng nọ nó phát triển nó phát triển to tới một lúc nào đó nó, nó rụng trứng là có cái đỉnh là, là h thì rụng trứng thì fsh nó giảm xuống rồi bắt đầu tới đầu chu kỳ, kỳ tiếp theo thì nó tăng trở lại nữa thì trong những trường hợp đó có nghĩa là lúc tăng lúc giảm nhưng tới lúc bắt đầu mãn kinh thì sao nó thấy cái gì estradiol là estrogen nó giảm về nguyên tắc cũng giống như mình đi đi học từ ở quê mà lên, sài gòn học cái đó cha mẹ mình cho tiền bắt đầu tới cuối tháng mà thấy hết tiền thì cha mẹ cho thêm thì cứ là bơm tiền nhưng mà trong trong trường hợp này á thì cứ là gì thấy estrogen nó giảm xuống ha, giảm xuống thì cái fsh nó đâu có biết là lúc này cái buồng trứng nó ngưng hoạt động đâu thì vẫn cho tăng fsh tăng hoài nhưng mà cái buồng trứng nó không đáp ứng nữa do đó chúng ta thấy là gì biểu hiện của gì FSH nó tăng cao trong cái thời kỳ mãn kinh đó là cái dấu hiệu mà để chẩn đoán là mãn kinh thì cũng giống như chúng ta thiếu tiền nhưng mà không biết nguyên nhân thì cha mẹ vẫn có cho tiền hoài nhưng mà không có xài được hoặc là xài chỗ nào đó nhưng mà cứ tưởng là chúng ta thiếu tiền thực ra chúng ta lên đây làm thêm có nhiều tiền mà cũng không biết đó, à, do đó là chúng ta thấy cái tình trạng đó là FSH nó tăng cao thì thực ra đó mãn kinh đó là không đột nhiên nó đến giống như mưa rào tự nhiên nó ào tới cái là mãn kinh mà nó phải có cái tình trạng giống như là mây đen nó kéo đến trước đó một thời gian rồi. Có nghĩa là triệu chứng của tiền mãn kinh nó đã có từ lâu chứ không phải đột nhiên nó có. Thì người ta mới phân ra là đây, những cái xin lỗi là có cái một số trường hợp mà đánh máy nó hơi um, thiếu nét và nó hơi sai lỗi diễn tả. Thì trong trường hợp đó đó trước đó chúng ta thấy là có khoảng thời gian mấy năm rồi gọi là tiền mãn kinh. Thì lúc đó có thể là gì? Kinh nguyệt trồi sụt thất thường hoặc là hai lần có kinh trên 60 ngày. À, có nghĩa là hai tháng rồi mà không có kinh thì nhiều khi đó là dấu hiệu có thể sắp mãn kinh tới nơi thì những lúc này đó chúng ta thấy là triệu chứng rối loạn vận mạch ví dụ như bốc hỏa đổ mồ hôi vân vân hoặc cáo gắt thì nó bắt đầu từ lúc trước khi mãn kinh chứ không phải tới mãn kinh tuy nhiên mà nếu nó mãn kinh lâu ngày một lúc nào đó nó gây teo âm đạo là triệu chứng nó nặng hơn rồi thì thực ra đó à, tuổi thọ ngày nay đó thì nó tăng lên nhiều rồi nó tăng lên là nhờ đa số là bác sĩ nội khoa ở đây có bác sĩ mỹ linh à, đa số là tuổi thọ việt nam và thế giới đều tăng cao phụ nữ bây giờ là khoảng gần 70 tuổi tuổi thọ tăng gần 80 tuổi nhưng mà trong vòng 100 năm nay thì phụ nữ mãn kinh vẫn là 50 tuổi như vậy thì khoảng thời gian khoảng 30 năm sau khi mãn kinh đó người phụ nữ phải chống chọi thế nào một cách một đơn đơn độc để chống chọi với những bệnh tật có thể xảy ra thì đó là một cái gọi là cái sự bất công của tạo hóa mà đối với phụ nữ tuổi thọ thì cao hơn nam giới nhưng mà mãn kinh thì vẫn 50 tuổi thì thực ra đó nếu nhiều người nói trời ơi mãn kinh thì là bình thường nó có cái gì đâu mà phiền phức nhiều khi đó là không có tốn tiền mua băng vệ sinh nữa nó còn đỡ nó tiết kiệm được chứ làm gì mà lại phiền phức vậy tuy nhiên mãn kinh nó làm cho người phụ nữ phiền phức ở một số triệu chứng thứ nhất là rối loạn vận mạch cái đầu tiên đó là triệu chứng bốc hỏa. À, nhiều khi là đang, ví dụ như có thể tự giờ là có nhiều chị đã có triệu chứng đó rồi đó. Đang ngồi mà tự nhiên đóng phừng mặt lên. Cái người kế bên tưởng là giận mình, thực ra không có gì hết đó. Có những cái cơn bốc hỏa đóng phừng mặt lên. Cái thứ hai là đổ mồ hôi ban đêm, đặc biệt là đổ mồ hôi ban đêm. Và nhiều khi đang ngủ ban đêm như tối qua ngủ, giật mình thức dậy là đầm đìa mồ hôi. Thì mình tưởng, bà vợ thì tưởng ông chồng là lúc này là đang trời nắng thiếu điện này kia là tắt máy lạnh nhưng thực ra là gì máy lạnh chạy phà phà mà vẫn gì vẫn là à, đổ mồ hôi thì lúc đó là sao thức dậy bị đổ mồ hôi lao người à, thì sau đó là sao thì mất ngủ tìm mà mãn kinh cũng có thể gây mất ngủ do đó là bực bội á, thì à, đầu tiên đổ mồ hôi bốc hỏa là mất ngủ và cãi lộn với chồng thì à, có thể lâu ngày rối loạn tâm lý bực bội À, đi vô vô bệnh viện hay vô công sở làm việc nó cũng không có hiệu quả gì lắm. Và cái giai đoạn tiếp theo, à, giai đoạn tiếp theo là bắt đầu người phụ nữ chịu đựng nhiều hơn nữa. Cái giai đoạn này á là cái âm đạo của nó nó có thể khô teo rồi à, Mà lúc này á thì người chồng á thì giai đoạn 50 60 là cái thời điểm á là thành công trong sự nghiệp, có thể làm sếp rồi mà kèm thêm về ăn ngon À, mà uống về sâm cao ly rồi nhiều khi là cao hổ cốt hoặc là rượu cá ngựa nữa thì sức khỏe dồi dào. Thì bây giờ mà thậm chí là trà xanh bay quanh vô số luôn đúng không? Nguy cơ cao quá về nhà gặp gặp người vợ mà bây giờ không có không có yêu chiều thì nhiều khi nó hơi nguy cơ. Mà nhiều khi đó là về chiều trầm rồi đó mà đau, nước mắt rơi mà chẳng có biết là tâm sự cùng ai hết á, nó nhiều khi là do đó là chỉ có mà gọi nỗi khổ không biết tỏ cùng ai ha rồi đôi khi á là sao là xóm tiểu nhiều khi bước lên cầu thang hay nhón cái chân thôi thì tự nhiên nước tiểu rỉ ra nhiều khi bất tiện lắm mà không thể nói được bởi vì đó rất là ngại ngùng và phụ nữ rất là tội nghiệp thì cái tuổi bắt đầu tiếp theo tiến triển là qua giai đoạn lớn tuổi hơn nữa thì những cụ có nghĩa là như bà ngoại bà nội ở nhà hay là mẹ này kia đó thì nhiều khi là nhiều khi mà lâu lâu mình mình về mình thăm là mới ôm cái hay là tác yêu vô tay cái gãy cái xương à, do loãng xương quá mà đúng không mà gãy à, mà nhiều khi tưởng là con bất hiếu đánh mẹ thực ra là tác yêu thôi à, hoặc là lúc đó là sơ vữa mạch máu nhòn máu cơ tim và đặc biệt là gì bệnh là gì Alzheimer lúc này á, thì nó rất là quan trọng nhiều khi là bà mới mở cửa là bà ngoại đi mất tiêu rồi hoặc là quan trọng nhất là nhiều khi là cái giấy thừa kế đó mà giờ bà bỏ đâu mất tiêu đi tìm đó là còn sinh chuyện thêm nữa do đó là nhiều khi chúng ta thấy là ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất là nhiều tuy nhiên thực ra những cái triệu chứng mà ở mãn kinh nó không phải xuất hiện ở mọi người đều giống nhau mà chúng ta thấy có hai cái đặc điểm quan trọng nhất đầu tiên là triệu chứng rối loạn vận mạch thì gặp ở khoảng 80% phụ nữ cái triệu chứng này nó làm giảm chất lượng cuộc sống nhiều nó có nghĩa là là bốc hỏa nè đổ mồ hôi nè cáo gắt vân vân nhưng mà cái điều mà hơi buồn cái đó phải nó xuất hiện ngày hôm nay, ngày mai, nó biến mất thì cũng đỡ. Nó xuất hiện tới 8 năm sau, có thể tồn tại tới 8 năm sau. Đó, nói chung nhiều khi trong gia đình nó phải chịu đựng tới 8 năm cũng hơi mệt lắm á. Do đó là chúng ta thấy là trong những trường hợp này là phải chú ý. Và đặc biệt đó, là đời sống tình dục. Chúng ta biết là để đời sống gia đình đẹp, viên mãn đúng không? Thì cần phải có tình yêu à, và tình dục. Chứ làm gì không lẽ hai người sống với nhau như hai khúc cây Rồi nhiều khi là phải có tình dục Nhưng mà chúng ta thấy là gì Cái chuyện mà người phụ nữ giảm chức năng tình dục Giảm ham muốn đó Có thể xuất hiện là gì 20 tháng trước khi có kỳ kinh cuối cùng Do đó là nhiều khi có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khá nhiều Thì à, có một cái nghiên cứu ở châu Âu mà nghiên cứu là trên toàn thế giới ở Nam Châu, Âu Á, Mỹ, Phi và Châu Đại Dương gì có đủ hết. thì người ta khảo sát là có năm cái thành tố. cái đầu tiên đó là rối loạn giấc ngủ, cái thứ hai là đời sống tình dục, thứ ba là trầm cảm, thứ tư là bốc hỏa và có cái cuối cùng là đau cơ xương khớp. thì hồi đó giờ ai cũng nói là chắc là mấy người bấy bạn ở bên Châu Phi là chắc là tình dục mạnh mẽ lắm, vì thể chất này nhiều khi nhưng mà thực ra đó là mạnh ở nam thôi. chứ ở nữ thì có vẻ như các bạn ở Châu Phi cũng không có không? không có than phiền gì đó tình dục lắm nhưng mà các bạn có thể than phiền về thứ nhất là trầm cảm nè thứ hai bốc hỏa vân vân hoặc là đau cơ xương khớp có thể nhiều khi bên châu phi đi bộ nhiều cũng chừng nữa cho đó chúng ta thấy mấy người runner nổi tiếng là vậy ha nhưng mà ở châu á của chúng ta đó thì hai cái than phiền mà thường nhất đó là trầm cảm và cái thứ hai là triệu chứng bốc hỏa do đó cái này cũng là rất là quan trọng đối với chị em ở tại ở đất nước chúng ta là thuộc về châu á và vậy tại sao có tình trạng rối loạn bằng mạch hay bốc hỏa? Thì thực ra nó như thế này, khi mà estrogen đó, nó mức độ thấp hay nó không còn là người mãn kinh đó thì lúc đó đó trên cái vùng hạ đồi nó có cái chỗ trung khu mà điều hòa thân nhiệt. Thì lúc này là cái ngưỡng hạ nhiệt đó, nó giảm xuống. Ví dụ như bây giờ chúng ta bình thường thấy là ví dụ như 37 độ mới thấy là nóng, nhưng bây giờ thì như cái 35 độ đã thấy nóng rồi. Khi nóng như vậy đó, thì cơ thể bắt đầu tăng nhiệt độ để phản ứng. Khi tăng nhiệt độ như vậy thì mạch máu nó giãn ra, mà giảng ra thì thế thấy sao? Có nghĩa là bốc hỏa là nó phà ra cái thứ hai là đổ mồ hôi. Do đó triệu chứng bốc hỏa lý do đó là như vậy là do cái tình trạng giảm estrogen. Và cái tiếp theo nữa là triệu chứng niệu dục là tiết niệu và đường sinh dục thì người ta nhận thấy đó khi người phụ nữ mãn kinh hay thiếu estrogen. Thiếu estrogen thì lúc đó là cái cái collagen nó giảm xuống mà cái mô liên kết lại tăng lên. Mô liên kết tăng lên, chúng ta biết rằng mô liên kết tăng lên thì nó cứng. Phụ nữ lúc này cần mềm mại nhưng mà lại cứng. Đàn ông lúc này cần cứng nhưng mà lại mềm. À, do đó nó khổ vậy đó. Khi mà quan hệ vô nó cứng như vậy thì sao? Đau, đau lắm. Ha. Nhiều khi là đau mà không có nói với ai, đó. chỉ có gặp bác sĩ phụ khoa mới nói thôi. Bữa trước tôi gặp cái bác sĩ, gặp cái chị bệnh nhân đó, bệnh nhân nói là bác ơi, tại sao lúc này em không em giảm cái ham muốn lắm à, em sao thấy cũng thích cũng yêu chồng lắm nhưng mà sao nó không có hứng thú gì hết trơn á mẹ em quan hệ đau cái mình cũng chỉ nó thì cái này thì tôi cũng chỉ cách vậy thôi chứ chuyện vợ chồng của chị tôi biết làm sao giờ tuổi của chị thì lúc này chắc là cũng phải à, xài thuốc men gì thêm mà tâm lý chứ bây giờ cái chuyện riêng thì sao tôi biết là sao cho chị tăng ham muốn được đây thì có thể tư vấn để để cho có thể tư vấn tâm lý để chị hiểu nhưng mà đặc biệt trong cái lứa tuổi này thì có thể tiểu không tự chủ tại sao có tiểu không tự chủ là bởi vì cái đường tiết niệu và đường sinh dục nó gần nhau và đặc biệt khi mà cái người mãn kinh á là cái sàn chậu đó, nó thay đổi lúc đó thì sao mà nó giãn ra nhiều hơn thì nó làm uh, di lệch của cái cổ uh, mà niệu đạo đó nó di động nó chạy tới chạy lui do đó là nhiều khi là có thể thay đổi tư thế và đặc biệt lứa tuổi này thường thường là ưa là gì trở về trường xưa đúng không hội họp bạn bè đó ôm mới ôm cười một cái là cười ở trên nước mắt nó rơi mà ở dưới nó cũng rơi luôn à nhiều khi nó là chảy ở dưới là do tiểu không kiểm soát khi gắn sức vì lý do là bệnh lý của tuổi mãn kinh và có thể nhiễm trùng tiểu tái phát đi tái phát lại có thể những cơ quan khác ví dụ như là xa tạng trậu vân vân thì thực ra đó tự giờ chúng ta nói đó như là à, bốc hỏa nè có loạn vận mạch hay là đủ thứ mọi thứ là ví dụ giảm ham muốn giảm cảm xúc thì thực ra đó là chỉ là phần nổi của tảng tăng trôi cái ở bên dưới mới là ghê gớm nữa thì nhiều khi đó là gì có thể thiếu estrogen ở thời kỳ mãn kinh làm cho phụ nữ bị chịu nhiều những cái bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng cái thứ nhất có thể là bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hay tăng huyết áp hoặc là những bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường trong trường hợp này là gặp khá nhiều hay rối loạn lipid máu và nguy cơ loãng xương nguy cơ loãng xương có thể gãy xương mà gãy xương nằm một chỗ nhiều khi gãy cổ xương đùi nằm một chỗ thì sao viêm phổi có thể tử vong và đặc biệt là có loạn nhận thức như giảm trí nhớ vân vân thì có thể là gì đi lạc rất là khó tìm và một cái phần cực kỳ quan trọng về tại sao có rối loạn chuyển hóa đó là cái đây là cái nỗi quan ức của phụ nữ mà đi đâu cũng bị nói nói lúc này bộ ăn nhiều lắm sao mà thấy à, 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 gọi là phát tướng nghe phát tướng là tưởng giàu nhưng thực ra là nói béo hay mập nó cũng tự ái lắm à, Nhưng thực ra là quan cho chị em lắm Có ăn uống cái gì đâu Là tại sao Trong trường hợp này thiếu estrogen Thiếu estrogen khi mãn kinh Thì nó gì Nó kích hoạt những cái tế bào mỡ ở tủy xương Thì nó làm cho tái phân bố mỡ ở Trong tạng là trong gọi là giống như mỡ Gọi là bám đùm ruột là vậy đó ha. Thì nó bám vô trong mỡ trong tạng khi mỡ bám trong tạng thì dưới tác dụng của liboprotein lipa nó ly giải mỡ ly giải mỡ để biến thành những cái axit béo tự do axit béo tự do nó tăng cao trong cơ thể nó làm cho tăng cái sự đề kháng của insulin và trong trường hợp này nó còn làm thay đổi với những trường hợp trong mức độ ti thể nữa lúc này thì sao đáng lẽ cái này nó tiêu thụ năng lượng mở axit béo tự do cho cơ thể nếu đúng ra nó tạo năng lượng cho cơ thể càng tốt nữa nhưng mà lúc này nó lòng vòng lòng vòng nó không biết xài nó không biết xài kết hợp với sao nó tăng tích tụ mở nữa trong mức độ của ti thể và đặc biệt trong cái người ở hậu mãn kinh thì cái thường đó là mất cái khối lượng cơ mất khối lượng cơ có nghĩa lúc này không có săn chắc mà nó gì nó nhão đã mất cơ thì cái khác nó chiếm chỗ đó là mô mỡ nó chiếm chỗ trở lại thì khi chiếm chỗ trở lại như vậy thì sao thì lúc đó mà hơi tăng cân nhiều khi mệt mỏi không có vận động gì hết thì tiêu thụ năng lượng nó cũng ít đi và cái thứ hai tiêu thụ năng lượng ít hơn thì nó có thể này cũng tiêu thụ oxy nó giảm đi và cơ thể thì không được như ý cho chúng ta thấy là tốc độ chuyển hóa cơ bản nó giảm đi kết hợp giữa hai cái tốc độ chuyển hóa cơ bản nó giảm, cái thứ hai rối loạn về, về chuyển hóa lipid thì dẫn đến là tái phân bố mỡ trong cơ thể. Đầu tiên là tái phân bố mỡ ở vùng trung tâm là dùng bụng. Đáng lẽ là là dáng là gì? Đồng hồ cát. Trong trường hợp này nó ngược lại thì lúc này là gì? Là ở bụng nó to hơn là phân bố mỡ ở vùng trung tâm. Cái thứ hai nó ở vùng trung tâm nó chiếm vô mỡ tạng luôn, lúc đó mới bệnh tim mạch nó nhiều hơn thì nó làm cho người phụ nữ bị hội chứng rối loạn chuyển hóa và tăng cân biến từ một nàng hoa hậu biến thành mẫu hậu à chúng ta thấy không nó thay đổi với cơ thể như vậy vì đó là đây là cái điều mà dễ nổi oan của người phụ nữ từ tuổi hậu mãn kinh và bên đây chúng ta thấy nó có thể rõ ràng hơn là hội chứng chuyển hóa có thể gặp ở người cao tuổi cái thứ hai mãn kinh cũng có thể dẫn đến những cái bệnh có hội chứng chuyển hóa như vậy thì lỗi về ai cái trứng à, tạo ra con gà hay con gà đẻ ra cái trứng thực ra lỗi không biết của ai nhưng mà ta nhận thấy rằng nếu như những trường hợp mà người mãn kinh thì bắt đầu giảm khối lượng cơ giảm khối lượng cơ thì sao có thể là mở nó chiếm thành béo phì thứ hai có thể rối loạn đường huyết thứ ba tăng đề kháng insulin và rối loạn lipid máu dẫn đến những trường hợp như phản ứng viêm viêm ở nội mạc thì dẫn đến sơ vữa mạch máu có thể bệnh mạch vành và đái tháo đường tiếp 2 trên cái hội chứng chuyển hóa cũng có cái gì, cái vùng xám của hai bên mà không biết thuộc chủ quyền của ai do đó người ta nhận thấy đây là một cái điều mà ở người mãn kinh hay lớn tuổi thường gặp phải và người ta nhận thấy rằng ở người phụ nữ sau 50 tuổi thì cái tỷ lệ bệnh lý chết vì tim mạch nó cao hơn những nguyên nhân khác và đây cũng có hai nhóm nếu như giả sử cái người mà sau khi mãn kinh thì cái tỷ lệ nguy cơ về bệnh tim mạch cao khoảng gấp 2 đến 6 lần so với cái người trước khi mãn kinh cùng cái độ tuổi đó mà ta đã nhận thấy là cái đã gì mãn kinh thì cái nguy cơ mà à, gọi là bệnh lý tim mạch nó cũng cao hơn 2 hai đến 6 lần và tiếp theo nữa đó, thì mãn kinh nó ảnh hưởng đến cái à, gọi là chất lượng xương đây cũng là một cái điều bất công ở phụ nữ đàn ông với đàn bà đó thì tới già thì cũng phải loãng xương nhưng mà đàn bà ở tờ tuổi này nè bắt đầu ở tuổi 50 60 thì nó xui là do cái giảm estrogen. Khi giảm estrogen thì lúc đó thì sao? Cái mật độ xương nó tuột xuống cái, có nghĩa là phong độ rớt xuống mà không thể lấy lại được nữa. Do đó là cứ xuống tiếp tiếp luôn mà đàn ông thì cứ từ 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 đi xuống còn đàn bà thì tuột xuống luôn. Do đó nguy cơ gãy xương cao ở người phụ nữ hậu mãn kinh. Và thay đổi nhận thức ở uh, có người mãn kinh. Cái cái slide này muốn nói điều gì? là muốn nói thật ra thay đổi nặng nhận thức ở người mãn kinh có nghĩa là nhớ nhớ quên quên thì xuất hiện sớm chứ đừng đợi tới cái cái bà ngoại mình nó mà 65 tuổi mà quên quên nhớ nhớ là mình nhớ đấy à bữa nay đi sinh hoạt khoa học về ngoại thiếu nội tiết estrogen ngoại suy si giảm trí nhớ không có suy si giảm trí nhớ ngoại đã giảm từ lúc 45 50 55 rồi đó là lý do chúng ta muốn phục hồi cái nhận thức á, thì có thể cho nội tiết sớm chứ nếu mà 60 65 tuổi mà bổ sung nội tiết thì sai nó đã quên thì còn quên nặng thêm nữa cho đó bà ngoại mà về quên cho tiền á thì lúc đó nhắc bà ngoại thôi chứ không có cho thuốc nha cho thuốc tốn tiền mà bà ngoại càng quên nữa do đó là nhớ là nếu bà ngoại chưa cho tiền cho con chứ không có cho thuốc nha nhớ vậy do đó là cho càng sớm thì càng tốt và rối loạn nhận thức thì tại sao có chuyện đó chúng ta nhớ rằng khi lão hóa đương nhiên lớn tuổi thì mãn kinh à, và à, lão hóa cũng có thể dẫn đến những phản ứng viêm và mãn kinh thường dẫn đến phản ứng viêm khi phản ứng viêm nó có hai cái xu hướng một đó là rối loạn chức năng của thần kinh dẫn đến là gì suy giảm nhận thức cái thứ hai có thể lắng động của beta amyloid thì dẫn đến cái bệnh alzheimer sa à, súc trí tuệ và đặc biệt mãn kinh hồi nãy chúng ta thấy là gì tạo mỡ hay tái phân bố mỡ dẫn đến gì đề kháng insulin và dẫn đến gì đái tháo đường tiếp hai Do đó là chúng ta thấy là những cái bệnh lý đủ thứ hết trơn có thể gặp ở người phụ nữ mãn kinh. Để tóm lại cái bài nói chuyện hôm nay, chúng ta biết mãn kinh là một phần tất yếu của cuộc sống, không thể nào gọi là cải lão à, hoàng đồng được hết. Và cái tiếp theo nữa là tuổi mãn kinh cũng không thể nâng lên được nữa. Lỗi là lỗi của chúng tôi. À, nhiều khi không thể nào làm hơn được. Chỉ năm quanh quẩn là khoảng 50 tuổi. Mà mãn kinh á, do thiếu hụt của estrogen dẫn đến những cái hội chứng là ví dụ như là rối loạn vận mạch, cái thứ hai là loãng xương, bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm trí nhớ, à, vân vân. Do đó chúng ta cần phải có can thiệp một cách hợp lý, sớm và phù hợp trên từng đối tượng khác nhau để làm tăng chất lượng cuộc sống của người phụ nữ trong cái thế hệ ngày nay. Xin cảm ơn.